Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay vào mùa măng rồi, em sẽ chia sẻ đến các anh chị một video ngắn, chia sẻ cái mẹo nhỏ để mình bảo quản cái măng tươi mình mua về, hoặc là cái măng mà mình mua về, măng rừng mà người ta đã luộc sẵn như này. Các anh chị mua cái măng rừng người ta đã luộc sẵn thì lưu ý cho em, đó là mình phải đúng là cái măng mà mới luộc, không phải cái măng mà người ta đã cho chất bảo quản nhé. Thì mình mua về đây là giống cái măng này, như em này rất là ngon luôn, nhìn vàng ơ mà. Người ta không có cho thuốc gì để luộc đâu các anh chị. Cái này chỉ cần là người ta luộc ở chỗ mà người ta luộc bằng bếp củi á, người ta cứ mở vung ra rồi người ta cho xíu muối là cái măng nó sẽ vàng như thế này. Và bây giờ thì đầu tiên các anh chị mua về thì mình sẽ rửa sơ qua một lượt. Sau đó thì mình sẽ dùng một nồi nước để mình luộc lại cái măng. Mình luộc sơ cho cái măng của mình, đảm bảo là cái măng nó sẽ sạch. Rửa sơ, mình cho lên bếp mình luộc sơ và mình cho vào đây thêm một chút xíu muối. Để được bảo quản được lâu thì mình phải có muối nhé. Đây, mình cho khoảng một muỗng muối vào. Mình bật bếp mình luộc. Mình luộc cho măng sôi lên khoảng 5 phút là được rồi. Tại vì măng này người ta đã luộc rồi á, nên mình chỉ cần luộc sơ thôi nhá anh chị. Đây, sau khi mình luộc măng thêm được khoảng 5 phút thôi các anh chị, thì em sẽ tắt bếp và em để đây. Mình để cho cái măng này nó nguội đi nhá. Đây, sau khi mình để luộc xong và mình để cho nó nguội hoàn toàn thì có hai cách để các anh chị bảo quản măng. Một là nếu mà ít măng như em như này thì mình chỉ cần cho vào cái hộp như này, mình luộc sơ với cái nước muối và mình cho vào hộp mình bảo quản. Mình đậy nắp kín, cho vào ngăn mát tủ lạnh thì các anh chị sẽ mình sẽ bảo quản được khoảng 10 ngày. Còn nếu mà mình muốn bảo quản cách thứ hai, đó là mình sẽ xếp măng từng lớp và mình cho nước vào. Mình cho nước vào thì với cái cách này thì các anh chị mình sẽ thay nước hàng ngày nhé, để cho tránh cái măng của mình nó bị chua. Còn một cách nữa đó là mình cũng ngâm nước, nhưng mà ngâm với cái nước mà mình đã luộc măng là cái nước muối, thì mình sẽ cho vào măng mình ngâm. Nhưng mà với cái cách mà ngâm nước muối như vậy thì mình chỉ có xào hoặc là kho thôi, kho thịt hoặc đấy. Chứ còn khi mà mình nấu một số món thì mình ví dụ như luộc hay làm nộm thì mình không làm được. Đây, còn với măng của em thì hôm nay em mua được cái măng rất là ngon. Hôm nay để em thử cắt cho mọi người xem. Đó, cái măng này măng tự nhiên á, măng rừng á. Đây, sau khi mình để nguội về và mình xé măng ra gấp đôi như thế này thì em sẽ đậy nắp lại và mình cho vào ngăn mát tủ lạnh thôi. Với cái cách bảo quản măng như thế này thì các anh chị đảm bảo là mình sẽ luộc sạch, cho một ít muối mình luộc, mình để trong ngăn mát tủ lạnh thì mình để được khoảng 10 ngày mà măng của mình vẫn giòn, ngon, thơm. Đặc biệt nó không bị mất mùi măng. Mình làm theo cách này. Video thực hiện cái chia sẻ cái cách bảo quản măng của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.